Mến chào quý khán giả đến với tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính đáng chú ý. Đà Vĩnh Hưng cảnh cáo đã thuê 7 luật sư sừng sỏ nhất Việt Nam để lấy lại danh dự. Một luật sư nhắc đích danh Đà Vĩnh Hưng Thủy Tiên thách thức cả hai nghệ sĩ gây xôn xao. Cuộc sống tuổi 35 của hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau khi thoát khỏi phòng lao lý. Đề nghị truy tố cựu đại tá Phùng Anh Lê vì tha người trái pháp luật. Bắt tạm giam cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai có vi phạm liên quan đến đất đai. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố nhân viên công ty đào tạo ngoại ngữ chiếm đoạt 1,5 tỷ. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu bản tin với phần nội dung chi tiết. Đàm Vĩnh Hưng cảnh cáo đã thuê 7 luật sư sừng sỏ nhất Việt Nam để lấy lại danh dự. Hôm 23 tháng 1, Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố hình sự một số nghệ sĩ bị gửi đơn tố cáo ăn chặn tiền từ thiện. Đàm Vĩnh Hưng là một trong số đó và ngay khi vừa có kết quả, nam ca sĩ đã liên tục đưa ra các tuyên bố để lấy lại danh dự cho mình. Mới đây trên livestream, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố mình cùng ekip sẽ xử lý tất cả những cá nhân, tổ chức từng có hành động vu khống, dựng chuyện, chửi bới mình. Thậm chí nam ca sĩ còn thuê bảy luật sư sừng sỏ nhất Việt Nam vào cuộc và hỗ trợ. Đà Vĩnh Hưng tuyên bố, mọi chứng cứ tôi đã nộp cho công an và mình sẽ dừng lại việc đó ở đây để cho pháp luật xử lý những bước tiếp theo. Không chỉ riêng người đã làm hại tôi mà còn rất nhiều kênh khác nữa. Khỏi phải trốn, khỏi xóa bài, xóa kênh, Tất cả những người chửi bới dựng chuyện tôi đều nộp đơn hết. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa. Tôi, ekip của tôi và đoàn luật sư gồm 7 người sừng sỏ nhất Việt Nam sẽ đi đến tận cùng của sự việc. Trước đó, nam ca sĩ cũng cho biết anh đã có 3 buổi làm việc với công an tỉnh Bình Dương nộp trực tiếp những bằng chứng về việc bị vu khống bôi nhọ trong thời gian qua. Một luật sư nhắc đích danh Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, thách thức cả hai nghệ sĩ gây xôn xao. Ngay sau khi Bộ Công an đã thông báo kết quả điều tra từ thiện của các nghệ sĩ, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn cho biết anh sẽ làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những cá nhân tập thể đã vu khống, xúc phạm mình đến danh dự, uy tín trong suốt thời gian qua. Trước tuyên bố này mới đây trên trang cá nhân, một luật sư đã đăng tải bài viết thách thức gây xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể người này viết, Bây giờ tôi sẽ đưa ra một thách thức này với đàm tướng cướp, thủy tề, chấn lột, hề lũ, hãy kiện gn cùng những người đã lên tiếng nói mạnh mẽ tố cáo ăn chặn từ thiện ra tòa dân sự tại đây tôi sẽ chứng minh là bọn này ăn chặn từ thiện như thế nào lúc đó từng đứa sẽ phải giải trình với tòa dân sự nhận được bao nhiêu chi bao nhiêu còn bao nhiêu thì đút túi cho dù bộ công an có kết luận không khởi tố nhưng bộ công an không cáo bạch toàn bộ sao kê đầy đủ của từng đứa căn cứ mà bộ công an dựa vào là các báo cáo của địa phương nếu ra tòa dân sự thì các địa phương cũng phải đến tòa để giải trình là các xác nhận kia dựa vào đâu và có giá trị pháp lý hay không. Đà Vĩnh Hưng Thủy Tiên cùng đồng bọn dám kiện GN ra tòa dân sự không? Tôi rất khoái làm vụ này tới cùng bằng con đường pháp luật dân sự. Nếu vụ án này được xử tại tòa dân sự thành phố Hồ Chí Minh thì các luật sư sẽ có rất nhiều tài liệu chứng cứ để mổ xẻ và sẽ là một án lệ rất hay bất chấp kết quả. Trước đó thì vị luật sư có tên GN này từng nhiều lần tố cáo công vinh Thủy Tiên và Đà Vĩnh Hưng ăn chặn tiền từ thiện trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý và quan tâm của cộng đồng mạng. Hiện tại bài đăng của vị luật sư này vẫn đang khiến cho cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Cuộc sống tuổi 35 của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga sau khi thoát khỏi vòng lao lý Quý vị thân mến, Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987, và từng được công chúng biết đến khi đăng quang Hoa hậu người Việt tại Nga, năm cô tròn 20 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Nga, cô về nước và gia nhập vào làng giải trí. Qua thời gian, Hồ Phương Nga sáng tác nhạc, làm người mẫu, diễn viên, MC. Trong thời điểm có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp nhất, năm 2012, Trương Hồ Phương Nga cùng bạn thân Nguyễn Đức Thủy Dung bị bắt tạm giam do đại gia cao toàn Mỹ tố cáo lừa đảo số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng. Sau 18 tháng bị bắt tạm giam tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án cho nàng hậu 8X cùng bạn thân được tại ngoại hầu tra. Tới đầu tháng 2 năm 2019, do không chứng minh được hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản, nên công an thành phố Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với cả Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Trải qua 3 năm vướng ồn ào chấn động, cả hai được khôi phục quyền công dân. Khi trở lại cuộc sống bình thường, Trương Hồ Phương Nga sống kín tiếng một thời gian. Dù nhận được nhiều lời mời tái xuất cho biết và làm các công việc khác nhau, nhưng cô không nhận lời. Phải đến thời điểm cân nhắc kỹ càng, Trương Hồ Phương Nga mới về làm giám đốc truyền thông cho công ty của Á hậu quý bà Thu Hương. Đến cuối năm 2020, cô chuyển việc khi đầu quân về một công ty nội thất, giữ chức giám đốc marketing kiêm bán lẻ. Công việc văn phòng giúp cho Trương Hồ Phương Nga có thêm nhiều trải nghiệm và kích thích sự sáng tạo chăm chỉ của cô. Cũng trong quãng thời gian đó, cô chỉ thi thoảng tới dự một vài sự kiện giải trí và bày tỏ là chưa có ý định tái xuất showbiz. Lúc tinh thần thoải mái hơn, Trương Hồ Phương Nga mới nhận thời trình diễn ở vài show diễn thời trang và làm mẫu ảnh. Riêng về chuyện tình cảm cá nhân, cô thừa nhận vẫn sống một mình, làm mọi việc yêu thích nhưng không cảm thấy cô đơn. Với nhan sắc U40, Trương Hồ Phương Nga được khen ngợi bởi vẫn giữ được nét trẻ trung và xinh đẹp thường thấy. Đề nghị truy tố cựu đại tá Phùng Anh Lê vì tha người trái pháp luật Ngày 25 tháng 1, một nguồn tin cho biết cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành kết luận điều tra vụ án tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù, xảy ra tại Công an quận Tây Hồ Hà Nội. Bốn bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên gồm ông Phùng Anh Lê, cựu trưởng công an quận Tây Hồ, cựu trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Châu, cựu đội trưởng cảnh sát hình sự, Vũ Công Ngọc, cựu đội phó cảnh sát hình sự, Lê Đình Trung, cựu đội phó cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Kết luận điều tra cho thấy từ tháng 6 năm 2016, công an phường Yên Phụ quận Tây Hồ thụ lý vụ việc anh NCT Tố giác bị một nhóm người lạ mặt bắt giữ trái pháp luật, đánh gây thương tích. Với cương vị là trưởng công an quận Tây Hồ, ông Lê giao cấp dưới phối hợp cùng công an phường Yên phụ giải quyết theo đơn tố giác. Kết quả xác minh, đội cảnh sát hình sự công an quận xác định Nguyễn Hữu Tài 29 tuổi cùng đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội, sau đó tài đến công an quận Tây Hồ đầu thú. Điều tra viên của đội hình sự đề xuất tạm giữ tài để điều tra và bắt các nghi phạm liên quan. Tối ngày 22 tháng 9, Tài bị đưa vào nhà tạm giữ công an quận Tây Hồ để phục vụ điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Tuy nhiên, người nhà của Tài đã tìm đến ông Lê để nhờ giúp đỡ. Cựu trưởng công an quận nói người nhà của Tài chuẩn bị 110 triệu đồng để hòa giải với bị hại. Thực hiện theo gợi ý này, gia đình Tài đã nhờ người quen mang 110 triệu đồng đến phòng làm việc đưa cho ông Lê. Nhận tiền, ông Lê gọi điện thoại cho cấp dưới, yêu cầu mang tài liệu đến để xem xét. Ông Lê cho rằng chứng cứ tạm giữ tài còn yếu nên chỉ đạo đưa nghi phạm ra khỏi nhà tạm giữ và cho viết cam kết. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9, Vũ Công Ngọc cùng một số cán bộ đội hình sự đến đưa tài ra khỏi nhà tạm giữ. Cán bộ phụ trách ca trực phản đối việc này, vì cho rằng không có quyết định hủy bỏ tạm giữ. Tuy nhiên nhận được chỉ đạo của cấp trên rằng sếp Lê đã chỉ đạo thì phải nghe thôi, quận này của sếp cả muốn làm gì chả được. Sau khi thả người trái pháp luật từ chỉ đạo của ông Lê, các cán bộ công an quận Tây Hồ đã để tài và bị hại hòa giải, thống nhất bồi thường cho bị hại 15 triệu đồng. Mãi đến tháng 1 năm 2021, Công an thành phố Hà Nội lật lại hồ sơ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tài cùng đồng bọn về tội cướp tài sản. Công an thành phố cũng xác định vụ việc có dấu hiệu tội tha người trái pháp luật và có trách nhiệm của trưởng Công an quận Tây Hồ chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát. Theo kết luận quá trình điều tra, bị can Phùng Anh Lê không khai nhận hành vi phạm tội và đổ lỗi cho các bị can khác. Ba thuộc cấp của ông Lê Thành Khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Kết luận nêu các bị can đều là điều tra viên được đào tạo cơ bản, hiểu rõ quy định pháp luật nhưng thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thiếu bản lĩnh nên dẫn đến phạm tội. Trong vụ án này, ông Lê là chủ mưu, các bị can Châu Ngọc và Trung giữ vai trò đồng phạm giúp sức. Đáng chú ý với lời khai của người nhà tài về việc đưa 110 triệu đồng cho ông Lê để giúp hòa giải, do đến nay ông Lê vẫn không thừa nhận nên cơ quan điều tra đã tách hành vi có dấu hiệu đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ để tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan điều tra cũng đã tách vụ án hình sự về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội để điều tra thành vụ án khác. Bắt tạm giam cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai có vi phạm liên quan đến đất đai. Ngày 26 tháng 1, nguồn tin của tin tức 24 giờ TV cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Viết Hưng, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam với ông Lê Viết Hưng, 65 tuổi, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, điều tra về hành vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Cùng hành vi trên, cơ quan cảnh sát điều tra còn khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tấn Tài, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Biên Hòa, ông Võ Cao Cường, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Phước. Ông Hưng được cơ quan chức năng xác định trong thời gian làm giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã có vi phạm về việc xác định các nguồn gốc đất theo thẩm quyền, trong đó có nhiều dự án liên quan đến đất công không qua đấu giá. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai dựa trên đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã giao đất cho một số doanh nghiệp trên địa bàn để xảy ra thất thoát tài sản. Theo tìm hiểu, bước đầu cơ quan điều tra xác định các bị can trên liên quan đến sai phạm ở dự án khu dân cư Phước Thái, phường Tam Phước, Biên Hòa. Khu đất làm dự án này có nguồn gốc đất công do nhà nước quản lý, nhưng thực hiện dự án khu dân cư thương mại không qua đấu giá quyền sử dụng đất làm thất thoát tài sản của nhà nước, các bị can Chen đã vi phạm về quản lý đất đai mà bản chất làm sai lệch hồ sơ. Cơ quan điều tra còn xác định có nhiều cá nhân đã từng là lãnh đạo của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai liên quan sai phạm của ông Hưng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân liên quan trong vụ án vi phạm về quản lý đất đai. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố nhân viên công ty đào tạo ngoại ngữ chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 1, theo nguồn tin của tin tức 24 giờ TV, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Thị Kim Ngân, 35 tuổi, quê ở An Giang, nguyên nhân viên kế toán, thu ngân của một công ty đào tạo ngoại ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh, tội tham mô tài sản. Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho thấy từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 2 năm 2020, bị can Huỳnh Thị Kim Ngân lợi dụng công việc được giao là nhân viên kế toán, thu ngân tại văn phòng HCMC1 của công ty. Sau khi thu tiền của thí sinh, Ngân đã nhiều lần in biên lai like thu tiền do ngân tự tạo vì biên lai like thu tiền của công ty không bắt buộc người nộp, người thu tiền ký tên hoặc in từ hệ thống web receipt để giao cho thí sinh. Thế nhưng Ngân không nhập thông tin thí sinh vào hệ thống, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho thí sinh theo quy định, không lập báo cáo doanh thu, không nộp tiền vào tài khoản của công ty để lấy số tiền 1,5 tỷ đồng, tiêu xài cá nhân. Để che giấu hành vi chiếm đoạt tiền của công ty, Ngân đã đưa 312 thí sinh đóng tiền lệ phí, nhưng bị Ngân chiếm đoạt tiền vào danh sách theo dõi riêng. Khi thí sinh trong danh sách theo dõi riêng này chuẩn bị thi, Ngân sẽ hợp thức hóa để thí sinh này đủ điều kiện thi bằng cách dùng tiền của thí sinh có ngày thi còn xa hơn, không nhất thiết là thí sinh đóng tiền tại văn phòng để báo cáo doanh thu và xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho thí sinh chuẩn bị thi. Sau đó thì ngân xóa thông tin thí sinh chuẩn bị thi, tiếp tục đưa thí sinh có ngày thi còn xa hơn vào danh sách theo dõi riêng. Vào tháng 2 năm 2020, có thí sinh không thi và xin hoàn trả phí, cấp trên của ngân kiểm tra chứng từ để hoàn trả phí cho thí sinh thì mới phát hiện Ngân làm sai quy định của công ty về thời gian xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho thí sinh đã đóng tiền. Ngân thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khẳng định chỉ có một mình Ngân thực hiện. Làm việc với cơ quan điều tra bị can Ngân khai nhận, trong thời gian làm việc tại công ty, Ngân chỉ được trả lương và phụ cấp, hoàn toàn không được công ty cho mượn tiền để giải quyết việc cá nhân. Từ tháng 6 năm 2018, do Ngân cần tiền để trả nợ và trang trải chi phí gia đình, nên bắt đầu thực hiện hành vi gian dối để lấy tiền của công ty. Trong quá trình điều tra, bị can Ngân thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác điều tra, có nhân thân tốt nên cần xem xét, giảm nhẹ khi truy tố xét xử. Đối với 312 thí sinh có tên trong danh sách theo dõi riêng do Ngân cung cấp, đã được công ty tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS hoặc đã hoàn trả phí theo yêu cầu. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin Tức 24h TV.